Em xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một cái mẫu bơm rất là thiết thực phục vụ các bác làm nông nghiệp hoặc là tưới tiêu ở xa nhà. Điều đặc biệt là cái mẫu bơm này là bơm sử dụng cái nguồn điện có sẵn từ những cái chiếc xe đạp điện và xe máy điện các bác. Và đây là cái mẫu bơm thả chìm các bác nhé. Nên là khi sử dụng các bác không cần phải mồi các bác. Và đây là cái thông số kỹ thuật. Công suất của bơm là 400W các bạn. Với cái công suất là 400W thì cũng nhẹ điện hơn rất là nhiều so với cái motor của xe máy điện các bạn. Nên là các bác yên tâm khi sử dụng. Đấy, không lo ảnh hưởng đến ắc quy đâu các bạn. Đấy, nguồn điện đầu vào của bơm rất là rộng các bác nhé. Đấy, từ 48V tới 72V. Với cái giải điện áp vào rộng như thế này thì gần như các bác có thể sử dụng với hầu hết các loại xe điện, xe máy điện và xe đạp điện rồi các bạn. Đấy, với cái điện áp là 48V thì sử dụng cho cái xe điện 4 bình các bạn. 60V thì là xe đạp điện 5 bình. Còn 72V là xe đạp điện 6 bình. Cái mẫu bơm này có thể đẩy cao tối đa là 20m các bác nhé. Đấy, rất là khỏe luôn. Và đường nước ra là sử dụng cái ống 27 các bạn. Đấy, em là kết nối một cái ống 27 có chiều dài là 40m các bạn. Nhà sản xuất cho kèm cái dây điện theo bơm cũng rất là dài các bác nhé. Tổng chiều dài của dây điện là 10m các bác nhé. Với những khu vực mà xe điện nó không vào được thì các bác có thể nối thêm dây các bạn. Đấy, rất là tiện luôn. Và hôm nay em sẽ chạy test chiếc bơm này với xe điện Felix của VinFast các bạn. Đấy, mỗi một chiếc xe điện thì nó sẽ có một cái cổng này các bác nhé. Cái chức năng của cái cổng có sẵn ở trên xe này là vừa để sạc lại bình các bạn, vừa để sạc xe và cũng vừa để cấp nguồn điện ra luôn. Các bác có thể lấy đi nguồn điện ra từ đấy các bạn. Cái chiếc xe máy điện Felix này của em thì nó sử dụng 6 bình các bác nhé. Đấy, và có tổng điện áp là 72V. Và đi theo những cái mẫu bơm thì đã có sẵn cái cổng cắm này rồi các bạn, cái rắc cắm này rồi. Rất là tiện luôn, các bác có thể là cắm vào là sử dụng thôi. Đấy, cứ cắm trực tiếp vào cái cổng này các bạn. Đấy, đây, các bác sẽ cắm trực tiếp vào như này các bác nhé. Cứ cắm vào trực tiếp luôn các bạn. Là bơm hoạt động đấy ạ. Cái mẫu bơm này gần như nó sử dụng với hầu hết các cái mẫu xe điện thông dụng trên thị trường rồi các bạn. Tất cả các cái mẫu xe điện sử dụng 4 bình, 5 bình và 6 bình thì đều có thể sử dụng cái bơm này các bác nhé. Đấy, cái áp lực của nước ra khá là mạnh các bạn, nên là em phải sử dụng cái vòi sen này, không thì nó sẽ bị bật hết gốc cây luôn các bạn. Cái mẫu bơm này rất là thiết thực cho các bác làm nông nghiệp ở xa nhà các bạn, nhất là các khu vực nông thôn thì các bác hay sử dụng những chiếc xe điện để đi làm vườn làm đồng. Đấy, ví dụ như là cần tưới thì các bác cứ kết nối trực tiếp vào chiếc xe này thôi, sẽ không cần phải mang dây điện hoặc là mang những cái khối pin đi nó cồng kềnh. Và với cái motor bơm nước mà có công suất là 400W các bạn thì cũng không ảnh hưởng gì tới xe điện đâu các bác nhé. Nó còn nhỏ hơn cái motor đi theo xe điện các bạn. Theo xe điện thì con motor của nó cũng hơn 600W rồi. Đấy. Ví dụ như con xe Felix của em ấy, motor của nó cũng còn hơn 1000W các bạn. Bơm chạy khá là êm các bác nhé. Cái dòng bơm thả chìm này sử dụng rất là dễ các bạn. Các bác chỉ cần thả xuống nước thôi. Hoàn toàn không cần phải mồi nước các bác nhé. Các bác chỉ cần thả xuống nước cấp nguồn điện thôi các bạn là sử dụng được. Và hơn nữa là cái dòng bơm này nó sử dụng cái điện áp thấp nên là cực kỳ là an toàn và rất là tiết kiệm điện các bạn. Cái áp lực nước rất là tốt các bác nhé. Và lưu lượng nước đầu ra cũng rất là tốt luôn các bạn. Và theo thông số của nhà sản xuất công bố thì lưu lượng nước của nó tới 8 mét khối trên một giờ các bạn. Các bác để ý đến lưu lượng nước đầu ra và áp lực rất là tốt luôn các bạn. Chi phí đầu tư một chiếc bơm này cũng rẻ hơn rất là nhiều so với các bác đầu tư một chiếc máy nổ các bác nhé. Và cũng dễ sử dụng hơn, kể cả phụ nữ cũng có thể sử dụng được các bạn. Cái mẫu bơm 400W này bên em đang bán giá là 1 triệu rưỡi các bác nhé. 1 triệu 500 nghìn ạ. Bên em bao phí vận chuyển tận nơi. Và bên em ship hàng toàn quốc các bạn. Bơm sử dụng với hầu hết các cái loại xe điện thông dụng trên thị trường các bác nhé. Không những là sử dụng với chiếc xe Felix này của em mà có thể sử dụng với những cái xe điện mà có điện áp 48V sử dụng 4 bình. Hoặc là điện áp 60V sử dụng 5 bình các bạn. Đấy, gần như là 90% các loại xe điện trên thị trường có thể sử dụng cái mẫu bơm này. Đấy, bơm chạy rất là êm luôn các bạn. Và cái mẫu bơm này sử dụng an toàn tuyệt đối luôn các bạn. Với cái giải điện áp vào rộng như vậy, ngoài việc các bác sử dụng với nguồn điện từ xe điện ra thì các bác cũng có thể lấy điện trực tiếp từ tấm pin mặt trời các bạn. Các bác có thể ghép hai tấm pin mặt trời công suất là 400W nối tiếp với nhau, chạy một cái bơm này cực kỳ tốt luôn. Đấy, dây điện của cái mẫu bơm này rất là dài luôn các bác này. Nếu mà khu vực mà xe mà không vào được thì các bác có thể nối thêm nhé.
còn dây này dài 10 mét rồi. Và nếu các bác không muốn sử dụng xe điện thì các bác cũng thể lấy nguồn điện trực tiếp từ ắc quy, các loại ắc quy 48V, 60V hoặc 72V các bác. Cái mẫu bơm này cũng rất là đa năng các bác. Ngoài việc các bác tưới vườn, tưới rau ra thì các bác cũng có thể sử dụng để rửa xe, tại vì áp lực nước rất là mạnh các bác. Đấy, rửa xe hoặc là rửa sân vườn rất tiện luôn các bác. Các bác nhìn thấy áp lực nước rất là mạnh luôn các bác nhé. Lượng nước đổ ra cũng rất lớn, tới 8 mét khối trên một giờ. Thank you.